ýi ngày một trăm năm tư hãy nghe và nhắc lại kênh nói em còn cần chuẩn bị cái gì không? 你还要准备什么吗？你还要准备什 吗？吗？你还要准备什么吗？你还要准备什么吗？Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Gần nhà mình. 我家附近 Nếu 如果大老板呗，既然是朋友，斗 u 饮品，撒改来，卡 h á 价格又比较合理，hợp khẩu vị。 Hỡi khẩu vị. Lợi hại vậy á? Trơm lý hại. Xem tình hình đi. Cảm chính khoảng bà, Alo. Uế. Sẽ đúng giờ mà. Hơi chuẩn sửa. Học sinh. 学生 Hiệu quả quả thực cực kỳ tốt. Hiệu quả Hiểu rất ít. Rất mình hiểu rõ. Mình Lúc nào cũng hoan nghênh. 随时欢迎。đ năm rưỡi rồi，已经五点半了。hôn kh 改天见。đi ngay，马上去。còn cần chuẩn bị cái gì？ 还要准备什么？